Chào mọi người, đã đến với DH Audio. Hôm nay lại tiếp tục lô hàng về và cũng có những sản phẩm đã lắp xong cho anh em. Thì có hai dòng, dành cho 5 tức đơn, 4 tức đơn, 5 tức đơn và cái dòng dành cho 4 tức đôi và 5 tức đôi. Tại đây thì anh em đều biết có những hai mẫu mà trước tôi cũng đã có từng giới thiệu sơ qua. Và hôm nay thì có những loại mic như thế này này. Mic đẹp rất là nhiều, về rất là nhiều. Dòng mic này là loại mic đời mới nhất, rất là hay. Có tăng nhỏ to volume ở phía trong này. Tại đây là có tăng nhỏ to volume. Thì anh em nào quan tâm thì kết bạn Zalo rồi đặt hàng. Rồi tiếp theo thì ta sẽ đến cái phần mạch. Mạch đây thì có những cái mẫu này thì kích thước 38-34. Con này thì một ông khách đã đặt rồi. Ta sẽ sử dụng cái mẫu này đây. Đây là cái mẫu này thì nó được lắp thiết kế một cái quạt là mát chỗ này luôn. Rất yên tâm, không bao giờ nó nóng nữa. Đấy, rất là hay. Cái mẫu này thì tôi giới thiệu rất là nhiều rồi nên không cần giới thiệu nhiều nữa. Ta sẽ quay sang 5 tức đơn, 4 tức đơn và 5 tức đơn. Những cái mẫu này thì tôi đã giới thiệu rất là nhiều này anh em nhé. Chạy vô một bát 40, 30 đến 40, 50 được chạy được. Tôi sẽ động nguồn lên. Có là mát, rất là mát. Tại đây thì cái quạt là mát ở phía trên, độ gió ở phía ngoài rất là ok. Thì những anh em nào mà cần tất cả những cái mẫu như thế này thì anh em mà muốn lắp thì có thể liên hệ. Bây giờ thì tôi sẽ có thêm một cái đặc biệt nữa là có thêm cái mạch chống hú. Tại đây thì tôi có cái mẫu mạch chống hú đời cao cấp. Những cái phiên bản mạch chống hú này anh em nào mà cần khi lắp vào trên cái mạch nó kéo nó như thế này thì có thể liên hệ, và khi đặt hàng thì tôi sẽ lắp vào. Còn những anh em nào mà muốn về tự lắp thì cũng có thể liên hệ đặt hàng. Chúng ta có thể tự lắp được những cái mạch chống hú như thế này. Đây là dòng chống hú rất là cao cấp và đưa ra được cái chất lượng. Dòng này là dòng nội địa rất là ok, được gọi là đánh giá cao nhất dòng nội địa bây giờ của Trung Quốc sản xuất. Và con này là dịch tần số anh em nhé, nó có hai cái nguồn phù hợp 5V hoặc là 12V, chạy cực kỳ bá đạo luôn. Anh em nào mà quan tâm thì có thể mua những cái dòng chống hú như thế này, chất lượng một chút, cao tiền một chút nhưng mà đưa ra hiệu quả rất là cao. Hôm nay tôi cũng đã giới thiệu qua. Micro thì rất là nhiều, dòng mi này thì hát sướng lắm, ít lỗi cực kỳ luôn. Mic kim cương đời cao trước đây thì cái này nó cải tiến từ cái kim cương ra, anh em nào cần thì có thể liên hệ. Toàn bộ thế này, những cái loại mẫu mạch thế này anh em mua về thì lắp rất là dễ dàng, không có gì khó khăn. Chỉ có cái khâu là lắp chống hú này thì nó rắc rối một chút xíu nhưng mà nó cũng rất là dễ. Thì mọi chi tiết anh em có thể liên hệ đặt hàng bằng cách là kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp vào số điện thoại của tôi thì anh em có thể sở hữu được. Tất cả những mạch thế này tôi ship hàng trên toàn quốc, đảm bảo uy tín. Và những cái mạch thế này bảo hành của nhà sản xuất. Đấy, bảo hành của nhà máy sản xuất cho nên anh em yên tâm, không có vấn đề về suy nghĩ. Và những cái trường hợp nào mà không hiểu thì anh em có thể inbox. Còn những cái trường hợp nào mà anh em đã biết rồi mà cần những cái sản phẩm mới thì hoặc là lắp chống hú thế này thì cũng có thể inbox vào trong Zalo thì anh em chúng ta có thể cùng tham khảo. Rồi rất là cảm ơn tất cả anh em đã dành chút thời gian theo dõi.